Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Niệm Quán Âm cứu kẻ lâm nạn. Phật tử Quả Khiêm, tức là sư cô Hằng Nhượng, vừa rồi đã kể lại kinh nghiệm chạy nạn từ Việt Nam, gặp đủ mọi cảnh khổ hiểm nghèo, tóm lại là thập tử nhất sinh. Chỉ vì nữ Phật tử Quả Khiêm thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nên được Ngài từ bi gia hộ, khiến cho mọi sự bình an, thoát khỏi nơi hang hùm và cuối cùng tới được Vạn Phật Thành để tu hành. Những người chạy nạn từ Việt Nam ở Vạn Phật Thành này đều được nghe nói về chuyện này, hy vọng họ cũng nói hết những điều bản thân họ đã gặp, công bố cho cả thế giới hay. Ngày sau xuất bản thành sách sẽ lấy tên là Nạn Dân Thiệp Hiểm Ký. Hiện nay chúng ta ở nước Mỹ bình an vô sự, chẳng biết thế nào là khổ, phải là người đã từng gặp nạn thì mới thể hội hết cảnh thống khổ ra sao. Bởi vậy, mong rằng quý vị chớ nên theo lối, lúc bình thường chẳng chịu đốt hương, khi lâm nạn mới ôm chân Phật, lúc ấy chẳng kịp nữa đâu. Chúng ta phải có sẵn tinh thần nghi vị vũ nhi chủ mâu, vô lâm khát nhi quật tình, nghĩa là chưa mưa đã chuẩn bị, chưa khát đã đào giếng. Tại nơi đây chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là cầu nguyện cho các nạn nhân trên thế giới, mong sao cho họ lìa khổ và an vui, thoát ly cảnh khổ ách. Mục tiêu nhập thất của chúng ta nhằm việc cứu vớt các nạn nhân, kéo họ ra khỏi bể khổ, tức là quan thiết tới sanh mạng và sự an toàn của nhân loại vậy. Sứ mạng này lớn lao như vậy nên chúng ta phải dốc lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Càng thành tâm bao nhiêu, càng giúp được nhiều người bấy nhiêu. Tấm lòng trắc ẩn ai ai cũng có. Lại nữa, quan điểm của Phật giáo là phải cứu độ khắp chúng sinh, do đó chúng ta phải xả thân mạng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tông chỉ của Vạn Phật Thành vốn là cứu độ chúng sinh trên khắp thế giới. Vì sự khổ não của chúng sinh mà hàng ngày chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài với ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nghe vọng, ngàn tay cứu vớt, độ khắp chúng sinh. Chúng ta nay trong thất Quán Âm phải tận lực niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu là lười biếng, tức không có lòng từ bi, và người nào như vậy thì không có tâm đạo đức, sẽ không có công đức, và trong tương lai quả vị thành tựu được rất là hạn hẹp. Chúng ta tu theo Pháp Đại Thừa, phải có tinh thần xả kỷ cứu nhân, cầu hạnh phúc cho chúng sinh, cầu hòa bình cho chúng sinh, chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chẳng phải là niệm cho chúng ta, mà là niệm cho các nạn nhân, vì cảnh khổ của họ mà chúng ta niệm. Với tông chỉ như vậy, thì công phu niệm của chúng ta nhất định sẽ mang lại cảm ứng rất lớn lao. Quý vị, nghe xong câu chuyện của Phật tử Quả Khiêm mới hay rằng, ngoài Quán Âm không phải chỉ là tầm thanh cứu khổ mà còn bảo hộ cho chúng sanh được an toàn nữa. Ngài chính là chỗ chúng sanh có thể nương tựa. Trong thời gian dự Quán Âm thất này, quý vị phải thành tâm mà niệm. Thêm một người niệm là thêm một phần kết quả. Thêm một phần kết quả là được thêm một địa phương hòa bình. Công đức ấy thật là trọng yếu. Chúng ta chẳng cầu chúng ta, cho lòng tham của chúng ta, mà cầu hòa bình, cầu an ninh cho toàn thể nhân loại. Ai là Phật tử chân chính thì nên hành động như vậy, nên trang bị tư tưởng như vậy, nhất định sẽ có Phật và chư Bồ Tát gia hộ. Ha ha ha,